khác biệt này. À, thế để anh là... có thể là anh sắp xếp nó chưa chuẩn. Cứ đau đầu sẽ cản trở bạn thể hiện mình. Viên sủi Efedragan chứa 500mg paracetamol, điều trị các chứng đau và sốt như đau đầu, tình trạng cứng, đau răng, nhức mỏi cơ, đau bụng kinh. Tuyên truyền đến với trường hợp dị ứng paracetamol, proparacetamol, hydrochloride hoặc các thành phần khác. À, anh em đợi tí rồi tôi chỉnh lại cái mốt đó. Cái thằng ngu này nhìn cái tập 10 lù lù ra cứ đổi đổi. Nhiều thằng cứ ngu ngu cái đéo gì, thề luôn ấy. Không nhìn thumbnail à? Đéo đọc tiêu đề à? Hay hỏi theo bản năng à? Thề luôn ấy. Chị khó đọc vào. Đọc không hiểu thì mới hỏi, đéo đọc thì còn họ đã hỏi rồi. Vào đi em. Yeah, này. Anh chỉnh sai mod hay gì? Anh bị thiếu một mod. À, thiếu mod à. Sheng bài wu chang, sheng si nan zhi. Jin guo luan sui xiong, si fang rao rao. Wei qiang zhe ke li yu shi. Si fang zhu hou zhi lue bu zu, you wu qiang yuan. Jin yi yan mie, nian wei chen ai. Dan ruo shuo, feng huang yu huo, ye shi wei ke zhi ye. Bây giờ là như thế nào rồi nha? Đến lượt ai, đến lượt anh à? Đấy đấy. Anh là như là mang quân đánh cung đô. Ờ đúng rồi. Vậy mình đang kêu gọi công dân toàn đến đánh cùng mình. Ờ đúng rồi. Đợi đợi mã siêu của mình hồi quân rồi mình đi đánh qua lượt.
Tào Trung đang Nam Hạ. Trận trước là bị đại bại ở Quảng Xương nhỉ. Lập tức triệu hồi mẹ ba quân đoàn à, hai quân đoàn. Quyết chiến với cả Khăn Vàng. Đang hết tiền nhưng mà phải đứng đây vài tuần để hồi lính nha. Này cũng chả làm gì, đứng hồi quân thôi. Tình đi. Cái tiếng gì đây? Nên mic anh nó bị gì hay sao ấy? Nghe được chưa? Bình thường chưa? Alo. Alo, alo. Mic tôi bị gì à? Alo. Nghe bình thường chưa em? Ổn. Ổn rồi anh ơi. Yêu cầu tự trị à Huy? Từ chối. Chớ khờ quái bất được người. Anh đang bảo mày không cho Tào Phi làm nối dõi à? À chủ cái lên à? À chưa. Ủa, giờ là nên chỉ cho nó người kế vị được chứ đâu có cho làm chủ cái lên được đâu nhỉ? Có nhiều ngôi hay sao đấy? Có nhiều ngôi không nhỉ? Như tôi nhớ có nhiều ngôi. Để tên sau em coi thử xem sao. Chín tên nó có chữ vân nhưng mà chín tên nữa cũng rủi ro. Cũng rủi ro là thằng thằng Công Tôn Toàn nó lật lọng. Nhưng mà hiện tại nút Công Tôn Toàn thì không ngon. Nút Công Tôn Toàn bây giờ chỉ mục đích duy nhất là lấy tướng thôi. Mà hiện tại cái việc lấy tướng đó là đối với tình hình kinh tế đất nước là chưa cần thiết. Chỉ cần quân nữa thôi. Mà bây giờ bắt Công Tôn làm chư hầu ấy thì nó rất là lợi là nó có thể cung cấp cho tôi tầm khoảng 3-4 đạo đánh cùng tôi. Đấy. Nhưng mà nó sẽ có cái rủi ro là nó sẽ mẹ tạo phản. Quân cung đô thì đang mạnh, mình đang cần lính. Tướng thì cũng chưa được giải quyết được gì hết. Ít nhất là hiện tại cung bọn này nó mang 4 đạo đến đi theo rồi. Khá quan trọng. Tướng thì mình cũng đang nhiều rồi. Cái này chính ra mình nên dùng thêm cái mod là ngăn cho AI chặt đầu tướng. Bởi vì tướng có ăn đã ít rồi, nó chặt mẹ mất. Lữ Cơ bị giết rồi đúng không nhỉ? Lữ Cơ bị giết, Tào Tháo, rồi ai nữa nhỉ? Điệt Vi à?
Tiễn Vi rồi Tiễn Vi gì bị chém nhỉ? gì Trương Lưu. Ở Trương đâu? Lưu không phải Cái Tiễn thằng Vi. gì cái gì ấy mà. Ồ Bắc Bắc Quân. Nói chung là em bị chém hết hai tướng rồi nè. Ồ, Viên Thiệu có Bắc Địa Giáo úy rồi. Tức là bây giờ nó có thể để được quân đặc biệt của bọn nó ở Hà Bắc. Tào Tháo không phải đối thủ của Viên Thiệu nên là bây giờ nó chuyển thằng ấy rồi. Mai phục thất bại. Rút lui. Ông nội của mày đến đây. Nó chạy xa phết nha. Chạy xuống tới Đạt Dương luôn á. Khan khan cho vây ớ chuyến sân. Tuân mi. Trần chỉ rũ. Xuống 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 xuống. Cứ đánh thắc đánh xong trận này xong rồi sau đó gọi Lữ Bố đi theo đánh vào trong cảng, đánh cho tay đi. Nhạc Tiến ở Nhạc Tiến, Nhạc Tiến rồi Nhạc Tiến. Anh em đợi tí rồi tôi đặt cái vé này. Chờ đợi tôi tí anh em nhé. Cho nó biết thế nào là sức mạnh của kỵ mẹ mày Khương tộc. Chuyện Khương tộc anh chiêu từ mẹ siêu á. Đọc đi. Cặc nhỉ. Như đứa kép nó chưa sửa xong mà nó vẫn còn trong quá trình sửa luôn. Hãy
Đang đặt cái vé xem phim. Đặt vé xem phim à? Chuẩn bị xem phim gì đây? Phim kéo gì ấy? Điều ước cuối cùng. Đi mẹ mạng lag như nó trừ tiền của tao rồi sao ấy? Mà tao chưa thấy được. Tiền là chắc là đặt được rồi mà. Chưa. Nó mới vào ví Momo thôi. Bọn này bắn đứt cung à? Là vẫn cung bọn nghiệp một bên tiên phong ấy. Cái nỏ này bọn này xịn phết nhỉ. Bọn này là quân nghiệp mâu binh. Bọn này là quân của Hà Bắc thì phải. Bọn này phải bắn cung rồi, nhưng mà bọn này chống chống xạ kích 55%. Ở đây mình không có buff chống xạ kích nên là không nên mạo hiểm. Lính cơ sẵn của mãi mẹ siêu à. Cái này là lính của Trịnh Lan thì phải, Trịnh Lan Lan à. Quân Hà Bắc thì phải. Nó sẽ có đội hình hàng đầu dựng thiên, hàng sau bắn nha. Có. Đây, sẽ kích hỗn hợp này. Cái này chống tên cũng không cao lắm. Cái này nó chỉ chống tên được khoảng 15%, thêm 15% nữa. Và bầu trời đến ngàn sao tỏa sáng. Chống chống tên nhiêu đó là cũng đủ rồi, tại vì bên nó toàn là nông dân công binh thôi mà, nó không có nỏ. Ôi chết, chưa chỉnh nữa.
Và bao giờ đến ngàn sao tỏa sáng. Bọn cương tộc này nó hay một cái là nó miễn dịch mệt mỏi. Nó chạy đến mệt. Sở trường xung kích. Con này kiểu chạc liên tục vậy. Bọn này không biết mệt. Phi nó không bao giờ mệt mỏi cả. À anh quên một điều là anh công nó mà. Anh công nó mà. Anh không có mềm bắn đá. Quên cái thói đánh trận. Nhìn gì nãy giờ không thấy lên. Ờ không sao. Cái này thì đánh trong rừng. Mình sẽ không dạy gì mà đánh trong rừng với nó cả. Đội hình của chúng ta sẽ di chuyển lên trên. Di chuyển lên trên một chút. Sau đó chúng ta sẽ đi xuống dưới. Đi qua cánh phải thôi. Ờ. Không mạnh đất trống nữa. Đứng đánh này là hợp lý. Đồng xin. Đây là địa rơi xuống của chuyên thông. À, em muốn đấu với Mã Siêu. Con y sĩ này là vừa tướng đỏ tướng xanh nè. Này. Nhìn cho CK3 tạo ra một cho đội mới cái tử đó. CK3 tạo ra nhiều mốt lắm, nhưng mà rất nhiều mốt hay, nhưng mà nó lại tiếng Trung. Thế biết bao giờ nó có cái mốt tiếng Việt à, mốt tiếng Anh. Trên cuộc sống của CK3 nó có cái mốt làm về trời Thiều, trời nhà Minh, nhà Thanh ấy. Trang phục đẹp lắm, đúng hệt luôn, đúng hệt mẹ trên phim luôn, nhưng mà nó lại là tiếng Anh. Cái thằng cung đô này nó không tiễn du hiệp nha. Đánh mà có bọn du hiệp đánh mới thấy khác chịu. Con này không phải du hiệp à? Còn cân chiến sĩ ở... Còn du hiệp im bà nha. Mẹ sĩ khí 100. Mấy đái thật. Mà mấy cái dòng mà né tránh cận chiến với lại hộ giáp đồ sát thương cận chiến nó đều màu xanh hết anh nha. Toàn 6 mấy trở lên. Chết con mẹ mà đi. Trịnh Lan đã chiến thắng. Đánh như bọn nó nhọc vải đái. Úi giời, vào con mẹ mày đi, chuyện làm 40 cân hết. Thank you.
thằng này, cái thằng Tuân Du này nó cực kỳ hay nhá, nó có cái búp bất tử, à búp vĩnh viễn, cái sát thương xạ kích với sát thương cận chiến trong bán kính rất rộng nhá, anh em nhìn này. Cái búp của thằng Tuân Du nó có thể toàn đơn vị đứng ở đây. Tức là tất cả đơn vị này đều được búp 25% sát thương xạ kích, sát thương xuyên giáp, rồi sát thương cận chiến cơ bản và xuyên giáp, tất cả thêm 25%. Đây Tuân Du phải gọi là một trong những tướng tướng thủy vãi cả đái. Búp cộng sĩ khí này. Sĩ khí cộng 10. Mà nó búp cho toàn quân luôn. Đứng im này búp toàn quân. Cái đái thật. Tầm vài giây là nó lên một lần rồi. Cái này nó cũng như cái bức của con viên An Dương đấy, nó cộng hồi máu ấy. Ừ đấy. Thắng này. Đây. Con đạo kiếm này. Còn một đạo kia binh này. Đâu rồi? Binh ở đâu? Thứ bên trái con Trịnh Lan ấy. Chạy luôn rồi. Chạy. Trịnh Lan một trận chảm hai tướng. Đấy
được chậm á. Cái này nó có hai tướng nha, cái đội cuối của là đội hiệu ý à. Như thế. Này là có đồ đội hiệu quý. Tam quốc chán này không không làm nốt cái tam quốc phân tranh đi nhỉ. Chứ làm đến mỗi đến quan độ là đéo làm nữa. Chán thật. Họ们就该是如此下场，这次饶你们一命，恪守职责，烈火燎原，燃遍天下，吕伯，机不可失，时不再来，释放怒火，消灭敌军。Yêu cầu đầu hàng không có thì auto, mày auto được. Mã siêu nữ bố tiến về Tây Lương là hợp lý, cả hai tướng này đều xuất thân ở đấy. Hành quyết, hành quyết, chống lĩnh. Rồi tăng lên vương rồi. Lên vương rồi. Chưa lên hoàng đế. Chưa. Chắc phải còn lâu nha. Lâu cái lon ý. Lên vương là tầm còn nó còn thêm bao nhiêu điểm mới lên hoàng đế. Ai biết được, mày phải nhìn đấy chứ. Em mới chuẩn bị lên công tước, chưa lên vương, chưa biết. Nhưng mà bây giờ anh sân đế được mà. Chưa, anh còn một cột hoàng đế nữa. Bây giờ lên vương thôi. Ba. Mày lag à? À không, mày quá. Cầm mã siêu level 8. Đấy, có skin rộng rồi. Trần công quốc á. Cái này sẽ giúp cho quân mình đi nhanh hơn. Ở trong Việt quốc à hay gì? Trần công quốc. Nhà Trần à? Ở đây chỉ có một mỗi mình anh xin vương thôi, chưa có ai lên công quốc hết á. Và giờ ta đã xa, thật xa, thật xa. Mấy con tướng trong này tầm độ tuổi 70 là... Thì 70 mấy mấy là nó chết anh nhỉ? Là đủ lắm, nhưng Lưu Biểu đã chết đâu. Tao đã chết đâu. Tao còn hơn tuổi Lưu Biểu cơ, thằng Biểu phải gọi tao là anh cơ. Anh thì tầm phải 64. Mẹ, trong anh 64 tuổi mà anh nhìn trang trẻ này, thằng Lưu Biểu ra khắm lên đó rồi gọi anh là anh nhé. Anh Sùng ơi. Anh Sùng ơi. Thằng Cu Biểu. Anh toàn gọi là thằng Cu Biểu ấy. Thằng Lý Thôi bên này 63 tuổi rồi. Chỗ này đừng như thế thôi. Tao thương.
nhiều hơn chút, tốt. Em nhìn cái mặt thằng Lý Thôi nó cười cười gian gian kiểu gì anh ạ? Thằng ấy tướng gian rồi. Công vụ rồi hết luật. Anh và Tào Trung là một cam khăn vàng ua. Tào Trung đánh không chắc tay lắm. Ua bình thường như này đã giặt lẹo rồi. Đây có một cái sự kiện là nó sẽ có một con voi anh ạ. À. Ai có voi đấy? Em. Ngon. Sao mẹ có voi? Nó có cái sự kiện là tên buôn thú á. Nó đưa từ một con voi từ Nam Hàng sang. Mày về cân nhắc là voi cầm tướng của mày sợ không cưỡi được, nhưng mà hình như không dùng skin đâu, chỉ có một chỉ có tướng ở bên Nam Man đấy nó mới dùng được skin khi cưỡi voi. Nó sẽ có hai sự lựa chọn là mua một con ngựa hoặc là mua một con thú kỳ dị. Ngựa thôi, bởi vì tướng của mày không dùng được skin trên voi đâu, mày phải có tướng Nam Man thì mày mới dùng được. Lấy ngựa thôi, lấy con ngựa thôi nhỉ. Chứ mẹ cưỡi cưỡi voi xong rồi tướng đéo dùng skin thì phế vãi đái này. Trần Vương Lưu Sủng, Trần Công Quốc. Thật ra thì Dĩnh Xuyên Hứa Xương nó là trung tâm của Duyện Châu rồi. Thì Duyện Châu Trần Quận thực chất nó chỉ là một cái thị trấn ngày xưa của Tào Tung. Tào Tung ở đây nên nó cho Tào Tháo. Còn nếu mà đúng là trái tim của Dĩnh Xuyên của Duyện Châu nó phải là Hứa Xương thì mình ở Hứa Xương là mình chuẩn nó. Sắp tới không. Nó không nhường chức vị được anh ạ, nó không nhường được. Không có option nhường chức vị à? Không. Phải cái con biện phu nhân này nó phải chết thì Tà Phi mới lên. Để cưới vợ cho. Cưới vợ anh ơi. Cưới vợ cho biện phu nhân đi. Tao bảo mày cưới vợ cho biện phu nhân đi. À cưới chồng cho biện phu nhân đi. Là nó hết làm lãnh đạo gia tộc. Ok. Thế là Tào Phi lên. Cưới sang Anh cũng được. Nhưng mà phải gả đi ấy. Gả đi à? Gả đi thì nó mới được. Thì bây giờ okay, mình muốn cho Tào Phi thì phải đấy. Còn không bị tùy, cũng chẳng cần thiết. Bên anh có con trai đâu mà phải đòi gả qua. Thì anh chưa nhận con nuôi ai cả. Mà bên anh có con gái mà đúng không nhỉ? Bên anh có Trịnh Lan. Nhưng Trịnh Lan chưa nhận làm con nuôi. Cưới vợ cho Tài Phi anh ạ. Trịnh Lan bên anh còn mỗi Trịnh Lan là chưa vợ chưa chồng. Nếu mà thích thì anh gả ra cho. Ok, cũng được. Đấy, còn nếu mà mày thích Tào Phi lên nối ngôi thì mày gả biện phu nhân sang đây đã xong. Tùy. À,
bên bên anh đâu có con trai đâu mà. Thì đấy, thì nếu mà mày vậy thích thì tuần sau anh nhận con nuôi thì mới gả được. Hiểu thì không? Để tuần sau anh nhận con nuôi đi. Nhà anh giàu. Thì mày gả biện phu nhân sang, anh gả Trịnh Lan sang. Qua trận vừa rồi chú cũng thấy mày, mày mãnh tướng Trịnh Lan nó như nào. Level 7. Ngon thế. Thế thì đạo của mã siêu phải chỉnh lại. Được, tại bên em đang đang thiếu tướng tím này nè. 41 tuổi thì mẹ biện phu nhân thì trẻ. Biện phu nhân 45 tuổi. Biện phu nhân 45 tuổi thì ừ. Chi. Thơm tho lắm nhưng mà chi. Cái thằng tướng clone này level 10 đấy. Anh làm đéo con gái anh lâu mới lớn. Mà con gái của anh gái là tướng clone mà. Thì lấy làm đéo đi. Với mười mấy tuổi để ông để dành ấm ấm trong đó đi ừ. Anh làm gì. Với lại con gái anh nó tướng clone. Lấy tướng clone lấy làm đéo gì. Lấy tướng có át. Thật ra game này mình để nó chặt đầu tướng này, mình hơi bị thiếu tướng tướng có át. Dân số Hứa Xương là 1,5 triệu người. Lạc Dương là 1,4 triệu. 500.000 gần. Điêu Thuyền là vợ của Lữ Bố rồi. Trong anh tài trong tôi có mỗi Trịnh Lan là chưa chồng thôi. Nhận là con nuôi mất 4.000 đây nè. Ờ, anh thoải mái. Anh nợ, anh còn nợ mày 2.500 đúng không nhỉ? 20.000. Nợ gì? Nợ tiền đi. Ôi, ba cái nợ đó tính làm gì à, anh ơi? Ừ, được. Nghĩa khí. Anh em với nhau kẻ tính làm gì với cái nợ đấy? Được. Chết mẹ mà lữ cờ, có lữ cờ thì ngon nhỉ. Lữ cờ tướng yêu cầu gia nhập liên quân. Lưu Biểu chẳng đồng ý. Ngọc phu nhân. Cái mốt Make Your New Que này nhìn nó vẽ đến phải gần 20 tướng có át đấy. Cộng thêm cái số lượng tướng có át sẵn thì nhiều phết đấy. Con mẹ à, mày đánh nhau rồi. Hoàng Thiệu à? Tay thôi. Phục kích thất bại rồi. Hoàng Thiệu đấy. Chém chết Hoàng Thiệu đây. Một trong ba mạnh tướng của khăn vàng ấy. Liệu mà trận này có thắng hay thua đây? Mình đéo thể thua được. Mẹ 6 tướng rồi mà. 6 thằng tướng bù vô đây chém hết. Quách Gia, Hạ Hầu Đôn. Mẹ toàn những hảo tướng. Lấy con gái Sủng Vương sau này thay thế bố chồng. À, nó tiếp viện bên trái mình tiếp viện ở sau nó luôn. Ờ, thế thì trận ép giò nó luôn ở giữa đi. Ép giò nó ở giữa. Công kích lên nhé. Ép giò ở giữa, xong rồi quân tinh viện nó đến thì quay sang diệt. Ép giò rồi thì không cần phải bố trí thiên la địa võng làm gì nữa. Em cứ để cho nó. Để sợ quân mình đi là thế thì mình để gọn gọn vào một bên thôi. Cho nên để hoàng đế tôi mới là vương gia đây anh em. Anh em nói thế là khi quân phạm thượng đấy. Có gì đây anh? Trên vẫn còn có thiên tử.
Lưu Hiệp đang mẹ mày lang bạc ở đâu đó. Ai nói gì mà khi quân tạm thượng nha. Có một ông bảo là trận này bảo tôi anh là hoàng đế. Mẹ Lưu Hiệp chết quá, nó đâu mẹ rồi. Thằng Lưu Hiệp bây giờ mẹ nó đang trốn ở đâu rồi. Nhưng mà mẹ vẫn là thiên tử. Yêu sĩ bộ. Địch nhân viện binh đang tại chiến dịch. Ép giò nhanh lên, dồn lên đi. Anh chặn đạo Hoàng Thiệu cho. Nó chạy qua á, nó chạy qua bên Hoàng Thiệu á. Biết là lúc nào là thế. Cái này sẽ giúp cho Hoàng Thiệu nó sẽ không dùng một skin. Đó là Hoàng Thiệu này. Không phải Hoàng Thiệu à? Nào đôn bên mày yếu đấy. Nào đôn yếu nha. Đồ cũng xịn cũng ngon tết mà không ăn được. Hoàng Thiệu level 10. Can thiệp vào luôn đi anh ơi. Không chết mấy cái đạo của nó chạy mình lanh quanh nữa. Cho cái gì? Đưa Hạo Yên vô chọt con đi, can thiệp vào cái chuyện đó đi. Cho. Thằng kia nó chạy mất. Hào Uyên vẫn màu xanh đúng không? Trò chuyện đẹp. Hào Đôn cũng màu xanh. Hào Đôn. Sau nó, tiếp sau nó còn hồi đầy máu. Ok. Lá cả. Mẹ. Cẩn thận nha, tướng nó mạnh lắm đấy. Ok, đi. Quách Dạ đây trừ 100% để tránh cận chiến, còn trừ 100% hộ giáp. Lên búp tướng đó mà chém không. Bộ quân y viên tướng lĩnh trấn vương, trung tướng sĩ kiệt vô động yếu. Tỉnh với nhà Hoàng Thiệu. Chuẩn bị.
敌军四散而逃，到底是吾胆鼠辈。 tí nữa mình không ăn được. Hứa trừ không ăn được. Không không ăn được. Đùa với bọn này nguy hiểm lắm. Thiếu tí máu nữa. Tôi với bọn này không an toàn anh ạ. Cô của mày xịn nhưng cảm giác nó cứ yếu yếu của gì nhỉ? Kẻ biết nữa, quân toàn là quân xịn thôi mấy. Nếu chọc được Hoàng Thiệu trâu quá. Level 10. Để em đưa Lý Thơ về chọc phụ. Đấy được, cánh này của anh Tam rồi. Quân ở đây, quân của Hoàng Thiệu mạnh quá. Cũng em cũng mình hơi tự tin về thằng Hạo Đôn cho đi đùa, nếu lên đùa. Quân thì cũng mạnh, cũng level cũng cao. Cảm giác nó yếu anh ạ. Do mình đùa nên bị trừ sĩ khí. Chết tướng. Quân mà như được quân nhưng mà thật ra thì quân của anh cũng thế đấy mà nhỉ. Quân của anh cũng chỉ tầm tầm như này, nó đánh cảm giác nó khác khác. Không chạy hiểu. Nó hiểu. Đấy tại bên bọn hàng nghi này nó mạnh quá. Nhìn mẹ thì cung đô thì các liền gì, cung đô thì cũng hại cũng bọn này. Nhưng cung đô nó ít quân ấy hơn, là bọn này có du hiệp quá trời này. Này có du hiệp không? Còn hoàng lão cái đéo gì cơ mà. Hoàng lão hiền thánh sĩ khí cao ở bọn này sĩ khí cao này quân thì nó xịn hơn bên cung đô một tí. Được. Tướng nó đã xịn rồi, quân đó đã xịn nữa. Lại tan tác à? Quân mà được như quân của bạn Đức ấy, nó tính cái bức của bạn Đức ấy. Đợt chơi cam này mẹ đằng ơi, đánh tới chết luôn ấy. Kiểu gì ngon. Chuyên sĩ tú thăng hoàng thảo mi, chân này phong gia chi quyền. Lý Thô chính ra rất mạnh nhé. Châu nhé. Hơi mạnh mà. Nhìn bẩn bẩn thôi nhưng mà mạnh phết đấy. Thằng Lý Thôi là chỉ được cái là đem đi chọt thôi. Không có cho đua. Đem ra ngồi chọt chọt và nó rỉ móc. Tướng đỏ thì đua, đua tùy tùy lúc thôi. Tướng đỏ đa phần là chọt thôi. Chắc trận này lại bại nữa rồi. Ba lần đại chiến với Hà Nghi thua cả ba. Cày nha. Cày thế nha. Đéo thể nào tiến được vào dưới à?
Mày có up cái nhánh quân sự không? Có, em up gần mắt cái nhánh quân sự luôn rồi đấy. Ừ. Chắc là quân hè nghi nó mạnh quá anh ạ. Nó phải là tướng nó mạnh, quân nó bình thường thôi. Quân nó cũng chỉ như mình thôi. Tướng nó mạnh. Tướng khăn vàng mạnh lắm. Mà thằng Hoàng Thiệu level 10. Nó lại tướng vàng tím. Vàng tím là cái sĩ khí của quân nó cao. Với một lại, phần là cái căn bản thằng tướng này nó có cái búp máu. Nó tự búp máu, tự hồi phục ấy. Không lùi bước nữa nè. Ba lần nam hạ không công nổi mà nghỉ. Cần chiến để chặn cho nó bắn. Kỹ thuật cao thủ. Bọn EC búp máu thì cũng ngon, nhưng mà vấn đề là cái skill búp của bọn này nó phải có thời gian cooldown nhỉ không? Tức là nếu mà nó đánh nhau ấy thì nó sẽ không kích hoạt. Nhưng mà đứng một chỗ khoảng mười mấy giây thì bắt đầu nó mới hồi máu. Nhưng mà thường bài thì nó không làm được cái trò đấy. Mình cầm khăn vàng thì mình sẽ có cái trò là mình đi ra đánh xong rồi mình đi chạy ra một chỗ để mình hồi máu rồi mình lại quay lại. Bọn AI ít khi nó dùng cái tròi lắm, nên là thường cái skin búp máu này của nó ít khi được kích hoạt lắm. Nhờ nó cũng thuộc Hạng Châu. Bình thường chơi những cái game bình thường mà không tăng độ khó thì bọn AI là đéo bao giờ có chuyện level 10. Đánh này tướng toàn level 10. Ủa quân đá của mạnh quá. Nếu mà đánh bình thường mà không cái mod này là làm gì bọn AI này làm gì có nhiều đạo du hiệp vậy? Làm gì có nhiều quả. Thứ nhất là không nhiều, cái thứ hai là tướng nó không leo được cao thế. Nhưng như thế thì lại hơi dễ. U rồi hứa trừ hạo đồn. U rồi nó xiên cho loài chim. Mẹ nó bắt được lần này nó chém hết. Hay chưa chết anh ạ? Chưa, đây là mày, đây là ấy mà tân sau nó mới ấy này, tân sau nó truy sát là mày chết này. Mày là truy sát hẻo đồn, mày truy sát hẻo đồn là mày chết. À mày đéo truy sát nó chạy. Thế về. Rút ngay còn kịp. À nó sang mặt của Lưu Biểu. Thật thế. Mày nhá. Nhưng mà nó về thành đấy thì mình lại có cơ hội bóp chết nó ở đấy. Thằng Hoàng Thiệu chạy. Thằng Hoàng Thiệu chạy có cơ hội này. Tuần sau là đội quốc gia nó sẽ hồi. Hồi nó hồi được một ít quân. Kết hợp với đạo Hạ Hồ Uyên đang đứng ở đấy. Hoàng Thiệu lại bỏ thành à? Đang bị lơ biểu, chắc là đang bị lơ biểu đánh ở sau. Hình như thế. Chu Du này. Chu Du rồi nè.
để cho đại quân của Công Tôn Toản đi qua Hàm Cốc Quan là chúng ta mới tiến quân vào. Để xem quân của bọn này có công được hạ được Trường An không. Nếu không công hạ được thì ít nhất của hai bên cũng sẽ lưỡng bại câu thương. Nên là chúng ta sẽ tràn vào. Mã Siêu, Lữ Bố sẽ tràn vào. Ồ, Mạnh Hoạch trở thành chư hầu của Ngô Phu Nhân. Mã Siêu, thế là Mã Siêu có thân thiết đúng không? Tình nghĩa đúng rồi. Giảm khao khát, chưa bị cao. Quân phong ở động, lấy lý phong hành. Nguyên đi hậu mệnh. Thảo bình loạn giặc, trừng trị tứ hải. Rồi bây giờ nhận. Trịnh Lan làm những con nuôi. Hạng Nghi hình như nó chỉ còn còn một hai mảnh đất gì thôi, sẽ diệt nó sớm thôi. Rồi. Lão hữu lại phỏng, thật sự xin vui. Anh em. Đề nghị hôn nhân đi. Quân em cũng lâu cái vẻ, mẹ toàn cũng level 10 hết rồi. Đấy, anh gả chị Lan sang đấy. Ok. Tôi phương tiếp nhận ý kiến. Đã dù con Trịnh Lan với lại con thằng Tào Phi nó không thích nhau. Biện biện phu nhân là chưa có ai đúng không? Chưa, chưa có ai. Thế thì anh sẽ cho ai lên trên này bây giờ nhỉ? Anh kết hôn đi. Vu Cấm, Lạc Tuấn, cho Vu Cấm, Trương Liêu đi. Vu Cấm, Anh tôi Trương Liêu, kiểu Trương gì cũng phải Liêu. để lại tí đồ cho anh tôi, là lột sạch. Anh tôi đem con què chân qua nó chứ. Con Đã lột mẹ sạch hết rồi, Trịnh Lan rồi, đem què chân qua nữa. Chán anh tôi. cho mày mãnh tướng Trịnh Lan rồi đéo tiếp nhận hôn nhân em ơi. Được à, không biết nào được à. Chắc là đang là chủ clan nên nó trẻ không tiếp nhận được ấy. Tốn mẹ 8k tiền của tao. Chắc em phải đẻ đạo biện phu nhân lên xong rồi cho nó đi đánh nhau ấy, cho phải chém chết rồi. Có thừa tướng rồi này. Thượng thư lệnh. Mẹ 18 tuổi cưới bà già 41 tuổi. Được, thằng này khá. Trương Huân này, ngon này. Trương Huân làm thừa tướng sẽ có cái búp trừ 15% phí duy trì cho cánh quân, cho toàn bộ thế lực. Mỗi tội bị trừ 5% thu nhập từ các cấp thì cái này không không đáng kể. Nhưng mà cái búp trừ 15% phí duy trì cánh quân là cực kỳ quan trọng, mà cộng thêm trừ thêm 5% tham nhũng. Thì hiện tại tiền của tôi đang là 4.000 nhá. Để tôi cho thằng Trương Huân lên làm, anh em thấy mẹ nó lên tiền vãi đái luôn. Thừa tướng Trương Huân 6.500. Thấy chưa? Kinh không? Khủng khiếp không?
Lại còn trừ 5% tham nhũng nữa chứ. Thừa tướng Trương Huân. Quá xứng đáng. À, còn có Trịnh Lan còn có một chân nên nó sẽ bị trừ tốc độ di chuyển. Chả bao nhiêu, chả đáng bao nhiêu đâu, mấy cái đấy trừ một tí đó. Gần như không ảnh hưởng gì được. Không biết em chơi cái này nó có xuất hiện từ mã ý không anh nhỉ? Hiểu biết cái này khó nhận định lắm. Tôi phong chấp nhận ý kiến của hân cao hứng gặp được chủ hạ. Lương lại về. Lần sau tôi đi bán lương. Định hóa mìn. Cái thằng mà Lưu Phạm nó có đốt lại nè. Nó có một cái quỳ quan đường vào trong một cái cù cung đang làm cái đéo gì đấy. Ô hết rồi anh ra. Ủa, cái vũ khí của Trịnh Lan đâu anh? Trịnh Lan của anh làm gì có vũ khí? À, ok. Nó cầm kiếm ấy thôi. Mày thử xem gả được bà biện phải. Hình như cưới chỉ được Glenn chỉ được cưới một lần thì phải. Anh nhớ không nhầm nhỉ? Rồi không tiếp nhận đề nghị được. Ừ. Cưới được một lần thôi. Thôi rồi, anh cấp cho mày một tướng. Tí thì mình phải bỏ cái đạo Hoa Đan Lệ này ra. Cho sang bên này, đạo Lữ Bố thêm một tướng thủy nữa. Thì là san thăng là vừa. Cù cung quên này. Ừ. Mẹ em bắt được Hùng Hứa. Kém.
Cái cưới cái hỏi này chỉ cưới được một lần thôi anh em ạ, không cưới được nhiều. Mỗi một lần, mỗi một mỗi một lượt kiểu như là thay thay đổi người kế vị ấy, thì được chúng ta cưới một lần. Mẹ mình thấy lưu ngu mon men thì lãnh thổ của mình ấy. Cưới một phát là đúng rồi, còn chủ clan không gả được thì tôi không nhớ. Nhưng mà nói chung là mỗi clan chỉ cưới được một lần thôi. Chứ không cưới được nhiều đâu. Cái mỗi một thế hệ lãnh đạo là cưới được một lần là chắc chắn. Cưới được rồi là thì là không cưới được nữa. Nhưng mà chủ clan không gả được thì tôi không nhớ, được tí tôi xem nữa. Bởi vì tôi lại đi gả Trịnh Lan đi trước. Chết Tôn Quyền. Anh vừa sai Lưu Biểu mang đại quân đánh vào vào đấy. Nên Đánh chắc nào đâu? đấy đánh vào cái thành của thằng Hoàng Thiệu đang ở đấy, đấy. Hà Nghi ấy. Đang một đạo áp sát đấy. Một đại sát hai, còn hai đại phun nó sau này. Nên cố mà tận dụng, nếu mà thằng này nó lại đánh thua thì mày chào vào. Dạ rồi. Quân Hà Nghi nó mạnh Ừ. nên phải biết tận dụng mà sơ hở của nó. Ừ. Cung đô nó có một đạo phun vòng về phía sau. Đã nhìn thấy rồi. Kệ nó. Quân Lữ Bố Mã Siêu vẫn ở đây mà. Anh đợi, anh để cho Công Tôn Toản đi trước. Mấy đạo Công Tôn Toản cho đi trước đi. Cái game này nó làm cho bọn AI di chuyển nhanh nhiều quá. Khi nào mình phải tìm cái mode nào mà hạn chế AI di chuyển nhanh, hoặc là tắt Hạn con chế mẹ luôn đó. cái chế độ hành trình di chuyển nhanh của AI đi. Chính cái này làm cho bọn AI nó yếu đi rất là nhiều. Thành ra nó đánh nhau đéo hồi được quân. Đế quốc Đại Hán Đế quốc Bạch Đại Hán bị diệt rồi. diệt. Bị diệt rồi. Rồi xong. Anh chưa kịp phục hưng rồi. Bị Anh diệt. dòng dõi này. Không, đế quốc Đại Hán là cái clan ấy, chứ không phải đấy. Đấy là Lưu Hiệp là chắc chắn chết rồi anh ạ. Nên anh chỉ là người nói giỏi gì kiểu như là công chính nhất ấy. Lữ Bố điều thuyền này. Người đó giỏi chính thống còn sót lại, nhưng mà gần sắp hẻo mẹ rồi, sáu mấy tuổi rồi, Con mẹ hẻo đéo này. sáu năm tuổi rồi, mẹ 65 tuổi mà mặt cười mà không thấy cái hàm ở trên luôn mà. Bậy bạ.
già 65 tuổi lại con vợ 34 tuổi à. Kẹp. À, Tôi Lữ Phong Xian, tự là một phương anh hùng. Thị địa, 尚可建成立事. Thần công tôn đoạn này nó hình vuông cấp của cách đạo của hậu kim đình có Triệu Vân ấy trả hồi máu được. Bây giờ này còn dính <音>很荣幸再相见，如此甚善。又是你这厮，别来无恙。妙，我们再听，有必要吗？ 足下别来无恙，你我有许多要谈的。朋友，欢迎。老友来访，甚是欣慰。我已迫不及待聆听足下佳言。拿起武器。 为了传承，正在行进。Em đi bán ít lương. Bạn ơi, chào mừng. <咳>很荣幸再相见。 Chơi với AI chứ sao? À, tôi có họp thì đang có họp đây. Nó lìn nhỉ?
cho nó tấn vào trọng giáp đi. Anh ơi, vẫn còn vài đạo full nữa đây. Nó đánh tan đã lưu biểu rồi đúng không? Đánh tan đạo lưu biểu rồi. Muốn công tiếp vào bà Còn Dương là hơi căng đấy. còn một mảnh đất ở dưới nữa. Nên cứ chờ lưu biểu kéo quân sang thôi. Bọn nào đấy? Chu Hoán à? Liên nỏ binh này. Bọn này bắn tầm bắn thì gần nhưng mà bắn liên tục. Chi bất khả thất, thời bất tái lại. 一统天下，我一人便可横扫千军。 民人辛劳，自得其乐。 Anh cho cơn giọt ít thực với tiền do nó ấy chứ. À, cơn giọt nó bị âm thực à, đúng không? Đúng rồi, nó bị âm thực đấy. Thật là mình thấy nó bị trừ mà rõ ràng nó đứng trên đất của mình. Ông công tỏ à. Nó đang hết thực. Em bán cho nó tí thực. Nếu mày có thực thì mày bán cho nó. Anh quên chưa cho nó. Nó vẫn còn 5 thực mà. À, 5 thực à. Thế sao nó lên trên đất của anh là nó lại bị nhỉ? Rõ ràng nó hết tiền. Nó âm tiền à? Không không tiền này, nó có không tiền này. À, nó duy trì nhiều quân quá. Cái này là do nó duy trì nhiều quân quá.
Dù viên thiệu đi vào Liên Quân khó lắm. Tầm này rất khó bởi vì thằng Lưu Biểu, vớ thằng Lưu Biểu. Nếu mà Tào Trung vẫn còn trong liên minh thì dễ, thì biểu biểu quyết thì hai ăn một thì vẫn ăn, nhưng mà một một thì hơi khó Giờ dễ thôi, em ra khỏi chư hầu em vào liên minh được rồi. đấy. Không biết nhục à, Ê, dù gì cũng đứng là ngang tinh hàng thần với của anh anh mà, anh cứ lo thế. à? Đấy, Lưu Tông tốt Đấy. à, Lưu Biểu chứ, nó đánh cho mày tan một đạo đấy. Ngoài tao một đại rồi. Rồi thành Bà Dương mở toang cánh cửa rồi đấy, tràn vào đi. Bên sau là sẽ tràn vào. Nhưng mà đéo có tới kịp không? Tôi sợ đéo tới Để biết kịp. nữa, chắc chắc một đạo nữa tới kịp ấy. Rồi nó lại đánh tiếp kìa, đấy. Lại bọn nó lại hao hết quân. Rồi đánh nhau với Công Tôn Toản đây. Tu à, quân lực tuyệt đối rồi mình. Auto thôi. Anh tính rút lui nhưng mà thôi đánh auto cũng được. Kệ cho Công Tôn Toản đánh nhưng mà thôi mình đánh được. Giúp nó cũng được. Trận này thiệt hại chắc thấp. Mới móc ở sau. Lưu do nó có chu du anh à. Tăng Lương Ngu của Ngụy Diên này. Đấy. Lưu Do diệt Lưu, Lưu Phạm bị diệt, Lê Bạch Hổ bị thằng kia đánh. Làm gì mà dốt kẻ tức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Đúng không? Tức thời mới là Trang Tuấn Kiệt anh ơi. Chàng cái lon đấy. Khai trận. Sao? Thảo bình loạn phế, trừng chinh tứ hải. Chuẩn bị phục kích.
好的，请讲。如此良言，定是经过深思熟虑。正在行进，振作起来，领教我的力量。遵命。Chương 3. Qua lượt. Đánh đưa vào bà Dương không? Bà Dương gần như không có quân đâu. Không cần tận dụng được, hơi phí đấy. Đấy, bởi vì mày không biết tận dụng, đáng lẽ phải áp sát biên giới, đứng ở trong thành làm đéo gì. Thế bây giờ quân nó lại rút về thì lại lỡ cơ hội không? Thằng Hoàng Thiệu nó lại rút về Bà Dương thì lại lỡ cơ hội. Không sao, quân không một con lưu do như này. Lưu do thì còn sơi mới tới. Hành quân gấp. Lưu Do chính là mạnh phết đấy. Có đầy đọc như này này. Hứa Du không có át nên chả thích Tuyển. Mà chỉ hiểu sao Hứa Du là một nhân vật quan trọng trong phe của Viên Thiệu mà bọn CA nó không vẽ át. Có vẽ át riêng. Mà DLC quan độ không vẽ át của Hứa Du. Vô lý vẽ lìn. Trận quan độ Hứa Du cũng quan trọng mà. Giúp Tào Tháo thắng đấy. Đáng lẽ phải có át Hứa Du. Trận quan độ thắng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa thì thắng phần nhiều là do Hứa Du phản đấy. Mà đéo có át, đéo hiểu. Dead game. Không phải, ý là cái DLC quân độ ấy nó có trương cáp các thứ đều có Hứa Du. Mà game này nó dựa theo La Quán Trung, Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung. Em thấy mấy cái át vẽ có khó gì đâu mà vẽ hết đi, nó lười ấy.
遵命。Bắt Hư Du là spy cũng được, thích thì bắt thôi, bắt thì không tuyển về cũng được. Lưu Bị làm gì mà không anh tưởng làm gì anh chứ không chẳng làm đứng hình nữa rồi không không đây không phải đứng hình là nó đang xử lý cái gì đâu. Chìm một chiếc vẫn bay như này là không bị làm sao cả. Thằng Lưu Bị chắc đang làm gì đấy. Thái Diễm có cái DLC cứu nhưng mà lại không đi. Tức là lúc đầu thì nhận được có thông báo có DLC cứu Thái Diễm nhưng mà sau lại không thể hiện nữa. Nên là Thái Diễm chắc lỗi rồi, không xuất hiện. Chứ lúc đầu tôi có thông báo có sự xuất hiện của Thái Diễm mà Thái Diễm bị bắt mà sau lại không ấy được nữa, đéo hiểu tại sao. Chi tiền là có Thái Diễm mà chắc nó lỗi, chưa cơ họp chắc nó bị lỗi. Tốn tiền vẽ cho Dead Game à? Tôi nói thật đéo biết là một cái ad này nó vẽ bao nhiêu. Nhưng mà cái mốt bây giờ mình như quen nó vẽ cũng na ná thế mà nó vẫn giảm ẩm. Tốn tiền vẽ chắc cũng chả đáng bao nhiêu. Cứ cho là một tướng thì sẽ mất tầm đâu vài đô. Cứt đi. Vẽ này khó phết đấy. Nếu nói chung mà phải tầm mấy trăm đô một át. Anh nghĩ chắc phải tầm khoảng 300-400 đô. Tầm 300-500 đô một tướng. Cao nhỉ? 300 đô là ít đi. Tao nghĩ còn hơn nhưng mà tao đoán chắc tầm mấy đâu rồi. 4-5 đô mẹ con chó nó vẽ cho mày. 4-5 đô thôi. Nhà nghèo. Cái game này thấy bảo phí làm game mà tận bao nhiêu nhỉ? 30 hay là 40 triệu đô thì phải. Mẹ thằng Lưu Bị nó làm gì lâu đấy. Lưu Bị làm cái lồn thì lâu thế. Hay là lát mẹ Lưu Bị rồi. Em nghĩ nó lát mẹ Lưu Bị ra nè. Làm gì mà lâu quá. Nó có làm gì mày không? Không à? Không, nó đâu làm gì em đâu. Mẹ cái thằng Lưu Bị. Để anh thoát ra menu thôi. Và lại nè. Sao nó không mua mấy cái ác của mốt đi? Ai biết được. Game này nó bỏ rồi mà. Ngày xưa nó bỏ thì nó bảo rằng nó tách ra một team riêng để làm. Nhưng mà mẹ nó cứ nói thế, biết đeo được nó làm hay không. Là nó đờ môi mà. Thật ra cái game này chỉ cần nốt cái Tam Quốc Phân Tranh là được rồi. Làm nốt mẹ đi. Quan độ xong rồi Tam Quốc Phân Tranh luôn. Cứ để dở thế này. Cái này là mày bấm qua lượt là xong đấy. Để bấm mày lượt xong đúng không? Vì trước mày đã bấm qua lượt rồi. Đấy, Lưu Bị lát. Đại thầy di đấy, chuyển rồi này. Nó lại lát đấy. Nó lại lát.
mà bọn này ra DLC rất vớ vẩn nhá, ra cái mẹ loạn bắt vương, đéo hiểu. DLC đầu tiên của nó là loạn loạn bắt vương, nó bị thần kinh, ra cái DLC vớ va vẩn, đéo chơi cái DLC đấy, thành ra vẽ một loạt mẹ 8 thằng tướng loạn bắt vương đéo ai chơi. Em cũng có DLC đó mà trẻ chơi nè. Đéo hiểu tại sao nó lại ra được ra DLC đấy, mà DLC đấy là DLC đầu tiên nhá. Tức là không tính khăn vàng thì là DLC lúc ngày xưa mua game mà nó cho luôn. Xong rồi sau khăn vàng là loại bắt vương. Đéo hiểu ra thì đéo nào ra được cái DLC đấy. Bỏ con mẹ đi rồi thay bằng cái tóc phân tranh thì phải ngon không? Thì mẹ hồi chơi cái loại bắt vương, đéo biết thằng nào với thằng nào. Chơi nó kiểu gì á nè. Ừ. Toàn mấy thằng đéo nào mình đéo biết, mình đéo quen ấy. Tư mã lồn thì toàn dòng mẹ tư mã à. Cái này là cái lọ bắt vương này là thời sau nữa hả? Ờ là thời nước Tấn này, thời Tư Mã Ý giành được thiên hạ đấy. Thiên hạ giành được thiên hạ rồi xong rồi chia quyền lực ra nhiều quá thành ra là dòng họ Tư Mã nội chiến này. Thế nó mới yếu. Nó sợ bị loạn như nhà Hán này, nó phân quân phân nó sợ quyền lực chia rơi vào tay các nhà quân phiệt khác ấy. Thì nó chia đều nhà cho nhà nó, nhưng mà chia đều cho nhà nó thì anh em nó đánh nhau. Đấy. Thành ra nó còn sớm diệt bị diệt hơn. Ồ, Viên Thiệu bắt Viên Thuật làm chư hầu rồi à? Kinh nhỉ. Kinh đấy. Đấy, con mẹ mày ra đây mình cướp bóc à? Nó bị chó này. Trời Tam Quốc đéo quan tâm đến thời nhà Tấn. Chỉ quan tâm đến thời này thôi. Ờ. Tấn rồi, Tam Quốc phân tranh rồi. 31. 44 vẫn đủ. Buổi ai quan tâm đến cái thời đấy. Mẹ. Tai mắt quân vương. Ra cái DLC vớ vã vẩn. Cái này tương đối nhiều rồi nên cái này không cần nữa. Còn 10 kinh nghiệm cho đạo quân thì trọng không cần. Tăng trưởng dân số thì trọng không cần. Cộng 100% đạn dược cho pháo binh. Thật ra cũng không cần lắm. 15% phí duy trì cho nỏ binh. Cung mình cũng khá nhiều. Đấy, thêm được 500 tiền. Cái này sẽ hợp lý hơn. Giảm tiền của bọn nỏ binh đi. Sau sự休息, đại nhân, bình báo 一下近况.
Lần sau áp thiên về lương thực, còn áp thành quay lượt. Cái này mua game với mua DLC mất mẹ 2 triệu làm gì? Ông mua bản collected của nó ấy, có 1,2 triệu. Thì bản collected đấy là nó bắt đầu từ năm 190 trở đi. Nó thiếu năm 184. Là năm 184 là lúc đấy là nhà Hán vẫn còn thời của Lưu Hoành. Thì cái đấy là nó không, nó thì ông phải mua riêng. Nói chung là tính đi tính lại thì nó tầm 1 triệu, tầm 1,2 triệu thôi, tầm 1,2 triệu, 1,4 triệu đấy. Là đẹp. Là full rồi, full tân tật rồi. Thích pack máu thì mua thêm pack máu, nếu thích thì thôi, chẳng cần pack máu như kẹt rồi. Này phải chờ cơ hội tên sau đánh nhau. Viên Thiệu mạnh phết em ạ. Viên Thiệu à? Ừ. Mình mạnh Viên Thiệu mạnh phết đấy, nó bắt thằng Viên Thuật làm chư hầu rồi. Mà nó bắt như thế thì nó càng giàu. Đồng mân cũng đông, các mẹ chỗ cái chỗ này chiến trận này đây có phải căng đấy. Chắc ai phải để thêm một đạo nữa ở là Hoàng Nông. Anh sợ rằng mẹ Viên Thiệu đánh anh là anh đéo chống được. Nam Hạ thằng em như nào rồi? Ơ sao không vào luôn đi? Vào luôn. Nó một đống đây này. Thế sao mày em còn sợ vào là tên. Thế sao mày còn đi vào đất nó làm gì? Ở đây phục kích anh ạ. Ở hai đảo đây phục kích. Vào đây sau phục kích này thì căng đấy. Anh sợ được sau thì nếu mà thằng Lưu Biểu đánh vào ấy thì nó sẽ chết. Lưu Biểu chắc chắn sẽ đánh vào rồi bởi vì anh bảo nó đánh vào mà. Nếu đánh vào nó thua thì bọn này mất lính thì em có cơ hội. Thật ra đứng ở biên giới thì mày vẫn có thể đánh vào mà, cần gì phải đứng ở đây đâu. Mày đứng biên thì, giới mày quan sát thì nó sẽ an toàn hơn. Hồi nãy em đứng ở biên giới là em không nhìn thấy quân toàn bộ quân của nó. Em phải di chuyển cần đéo thì mày bảo ta nhìn được mà, ta nhìn thấy hết luôn ấy. Ở dưới bà cạnh bà Dương có ba đạo luôn. anh quan sát đây hết nên sẽ không thấy được. Thế thì phải nói như anh chỉ cho mà đánh chứ đứng này hơi mạo hiểm, đánh chắc cứ đứng ở biên giới thôi. Đánh này mình dễ bị cuốn vào cuộc chiến của nó. Tốt. Công tử Toản làm tốt lắm. Tiến lên đi. Hai người nên đi trước. Không biết mấy năm nữa em xem cái thằng hai người đi như nào. Game này đéo phải của EA, game này là của CA. EA ông nhầm mẹ sang cái bọn khác rồi. Ê à, cơ hội kìa. Mẹ Ngô Phu Nhân giết hết luôn. Em sợ là tên sau thằng Lưu Biểu nó đánh vô luôn ấy. Đánh lưu luôn thì phải chịu à, thôi. Thằng mẹ nó đánh rồi. Thế thì chú phải chịu quay thành rồi. Bởi vì cái tin ba cái tin hai cái tin trước chú lại không tận dụng. Thì tin này nó lỡ rồi thì lại phải chịu thôi. Chứ cái tin hai tin trước mà mày đứng sát biên giới là mày là có cơ hội phải chiếm được rồi. Đấy, lỡ cái cơ hội đấy thì bọn AI nó tận dụng được thì nó chịu thì nó ăn thôi. Chịu. Thôi bỏ đi. Ừ. Nên cái này phải nhanh, phải tận dụng thật nhanh, không AI nó liếm mất phí. Anh phải đem quân lên phòng thủ cho anh. Trời ơi, ông cứ lo phía Nam đi. Anh em còn thằng nào đâu đánh. Nếu mà hết Hà Nghi rồi thì dồn lên cũng được. Em dồn lên thủ ở trên rồi, sau này đánh Viên Thiệu chuẩn bị bắc phạt.
theo anh đánh, theo anh bắc phạt. Ô ngọa long truyền kỳ này. Ô ngọa long tinh sân này. Ô ngọa long tham gia Lưu Bị. Ngon. Ra các lượng xuất hiện rồi anh em ạ. Bên phe Lưu Bị. Chắc chắn sẽ chắc có tư mấy anh ạ. Mình đang không xây gì. Con mẹ mày này, bố mày bắt được mày rồi. Nếu mà nhà bắt phạt thì anh phải cho em một vài vùng đất ở phía bắc ấy nha. Ờ. Mày ăn cả nam rồi mày ăn luôn cả bắc á? Trên có vài vùng đất thôi trên thì, bắc. Thế thì đánh thổ của mày có được nối liền đâu, nó bị ngắt ngứa. Anh thì không biết đánh thổ mà. Anh nó cứ bị ngắt ngứa thế. Phía nam của mày đầy đất. Lo cái gì? Cho tụi em một tỉnh, tụi em tới chỗ cắm dùi cái nào? Để anh xem đã. Trên đất của mày nó bị ngắt ngứa thì mày lấy làm đéo gì? À, tiếp tục đi, bấm tiếp tục đi. Tự nhiên đất nó bị mà nó bị không nối liền, anh nhìn nó bị khó chịu. Khó chịu à? Chắc ở trên là anh với công tổn đánh được rồi nhỉ. Em sẽ còn kéo quân lên đó. Ờ, thì đi mà thì nãy giờ ta vẫn đánh thôi. Thì... Có hay không ta vẫn đánh mà. Thì đưa quân lên Diễn Xuyên. Lại Nhạc An đứng thủ biên giới Viên Thiệu. À, thằng Viên Thiệu mới lên tống công quốc này. Viên Thiệu mạnh phết đấy. Còn thiếu một thằng nữa lên. Nên anh cũng phải chuẩn bị mà chống nó. Anh không đùa được đâu. Anh chuẩn bị lên Sơn Hoàng Đế đi. Sơn Hoàng Đế càng sớm càng tốt. Chứ lại lâu sủng 65 tuổi anh ơi. Thì chịu nó biết làm nào. Chuẩn bị màu xanh mã đẹp rồi đấy. Khi quân Phạm Thượng à? Chắc để thêm một đạo nữa. Tuần sau tạo thêm một đạo nữa ở đây. Cảm ơn.
mà ra còn gì. Bên sau em xin độc lập nha anh. Hả? Chứ để bên sau em xin độc lập nha. Chứ để cống nạp kiểu này em không đẻ thêm được thêm một tẹo nữa. Em cống nạp hết 1.500 rồi. Được. Xin vào đồng minh anh ạ. Chuẩn tấu. Em còn thêm một đạo quân nữa để trải dài ra biên giới của nước Anh. Chuẩn tấu. Bảo vệ biên giới. Rồi có luật này. Đa tạ hoàng thượng. Vương gia thôi. Vương gì Lâu Hiệt chết rồi. Giờ đang còn đến rồi. Đồng Mập còn đánh với đâu không? Thằng này đồng minh. Thằng này đang là chư hầu của Viên Thiệu rồi. Viên Thiệu nhiều chư hầu lắm. Viên Thiệu bây giờ phải gần chục chư hầu rồi. Mạnh phết đấy. Mà ở cái khu thuộc đất thuộc mà bọn Nam Man nó chiếm gần hết. Bọn Nam Man chiếm đất thuộc mà. Nó chỉ vũ khí. Mày rời thì mày rời mẹ đi còn làm cái đéo gì đấy. Được để xem mấy cái này. Chưa, làm sao lên ngay được. Cái cấp hoàng đế nó còn sơi. 271 trên 450 cơ mà. Phải tích điểm chứ làm sao mà lên ngay được. Mở hút. Thằng con Lưu Biểu nó không cho em vào Liên Minh. Mày cẩn thận, thằng Lưu Biểu tuyên chiến mày đấy. Anh hơi lo cái vấn đề đấy. 如此才能避免无谓的冲突。今日你我达成共识。Lấy lòng mừng Lưu Biểu đây để cho nó xin vào liên minh. Lưu Biểu hiện tại thì anh chưa thể nào tắt liên minh với nó được. Nó đang giúp anh rất nhiều việc. Đáng lẽ việc của nó là phải là việc của chú, nhưng mà chú không làm được nên này Lưu Biểu vẫn tận dụng được. Nếu không có Lưu Biểu thì cái cánh phía dưới chỗ Kinh Châu mẹ quá thoáng, quá nguy hiểm. Mà siêu. Bị tăng lên 52 rồi. Tầm bao nhiêu nó sẽ cho vào nhỉ? Để cho nó vài cái. Không âm thì nó vào cho vào thôi. Không âm nữa là vào. Cẩn thận nó tuyên chiến đấy. Nó tuyên chiến thì anh không giúp được đâu. Em có hiệp ước không xâm phạm với nó. Ôi, mà cái hiệp ước đấy thì nói chung là bọn AI nó phá suốt mà. Nó thích thì nó phá thôi. Nói chung là cứ duy trì. Vì ngày trước mày làm chư hầu của anh thì thằng Lưu Biểu nó nể anh. Bây giờ thì nó đéo còn phải nể gì nữa. Đánh được Lưu Bị thì tốt. Mày có thể mang quân đánh Lưu Bị cho anh cũng được. Diệt thằng Lưu Bị đi. Nhưng mà nếu mà đánh Lưu Bị thì anh sẽ không giúp được chú, bởi vì anh đã có hiệp định với Lưu Ngu. Em cũng đang có hiệp định với Lưu Ngu nên em không đánh được Lưu Bị. Nếu mà tận dụng bây giờ tôi nhất là diệt thằng Lưu Bị với diệt thằng Mâu Giám. Là mày có đất, mày là mày có một giải Quảng Lăng này giàu lắm. Giải Quảng Lăng này cộng thêm 10 tiền. Đánh với Lưu Bị là phải tiên chiến với Lưu Ngu. Ừ. Khi
Thì chuyện này thằng hơi Liêu Ngu khó. nó còn phải điều quân còn sơi, nó phải điều quân từ mẹ Hà Bắc đi xuống dưới chỗ Từ Châu này, thì nó phải đi mất tầm mẹ 5 6 lượt. Nếu mà mày áp sát quân, mày chuẩn bị sẵn, mày áp sát quân mày chiếm thì nhanh lắm, mày chiếm hết một Thằng loạt xong Mâu mày Gián hòa á bình luôn. đánh không được đâu, thằng Mâu Gián tại vì nó đang là chư hầu của Viên Thiệu. Thật ra thì đánh thì vẫn đánh được, bởi vì quân của nó đi qua đất của tao thì nó sẽ bị trừ nhiều lắm, bởi vì đất của mày cách xa nó, đất nó à, cũng đéo xa lắm. Trần Cứ Quân tạm chưa thời đưa lên trên thôi. người ta đánh thì vẫn đánh được, nhưng mà đánh không chắc tay thì nó dễ toang. Diệt Liêu Bị chiếm chỗ Quảng Lăng này giàu rồi, chỗ Quảng Lăng này cộng tiền nhiều. Mình với cả Viên Thiệu vẫn là hai siêu cường. Ranh giới là sông Hoàng Hà. Ngô Phu Nhân muốn làm mà thành lập liên minh với em anh ạ. À. Được, cũng được. Thôi nhưng mà đòi nhiều quá nên bỏ. Nó đòi nhiều tiền à? Anh lấy đi cho em hỏi, em chưa có một thằng tướng quân sư có một đám đệ theo, cái đó là tùy tướng anh. Chả hiểu lắm. Em chưa một tướng có một đám đệ theo như nào. Ý em là lính nhá, hay như nào? Sẽ có đệ ở đâu? Có khi là em sẽ đem quân vây cái đất của Lưu Bị lại, Cái sẽ đẻ thêm đấy, một đạo mày nữa, vây đánh, cái đất của bờ mày Lưu áp Bị sát lại. Lưu Bị xong mày đánh nhanh trong vòng khoảng 2 3 lượt thôi. Dẹp xong Lưu Bị cái là thằng Lưu Ngu nó đi xuống chỗ đất của mày thì nó cũng phải, thì anh có thể đột kích nó hoặc là gì đó để tôi tính, nhưng mà phải diệt Lưu Bị. Lưu Bị tầm 3 đạo diệt nhanh thì vẫn diệt được. Cũng có trường hợp là thằng Lưu Ngu nó sẽ ấy. Tặc khấu từ trên Lưu Ngu. Lưu Ngu tuyên chiến với Hà Nghi. Đánh xong con mẹ rồi mới tuyên chiến. Khôn thế bao giờ chết. Auto đi lẻ chết để cho quân của Công Tôn Toàn thủ ở Đồng Quan. Mã Siêu với Lữ Bố đi đường núi tập kích Trường An. Tướng quân Trớ ở bù cuối. Hồi báo ý xa. Ở bù dạy đời sẽ hô đô phát sinh xế sầm.
力整天下衰弊，虽万死而不辞。至柔如水，以应万变。Ngưu Giác Tướng Quân phong chức. Phát hồi đầy luôn. Mới để phát được đầy luôn mà. Xin yếu sở hữu, yên ở đảo chứ. Mình tầm ngang ngang với bọn Tống Công Quốc đứng thứ 5. Hiện tại sức mạnh của anh đứng ngoài rồi. Tầm thứ 5, tầm 5-6. Vậy là vẫn còn đứa cao hơn. Ờ, mạnh nhất bây giờ là thằng ấy. Thằng gì nhỉ? Viên Thiệu. Không, Viên Thiệu được bằng anh bằng Viên Thiệu đây. Mạnh nhất bây giờ là thằng Lưu Ngu, số 1. Lưu Ngu vẫn số 1 ạ. Lưu Ngu tởm phết nhỉ? Con lượt này. À, ngọ ngọ Long Chiên Kỳ đánh Lưu Bị mà bắt được Gia Cát Lượng thì ngon nha. Cái được chấm à? Được chấm. Thì thằng thổ dân số 2 đó. Bọn này muốn vượt qua Đồng Quan cũng khó nhá. Không dễ đâu. Trí nan er shang, yi cheng da ye. Hãy
là nhà dân số đang đông quá. Áp cái này không chịu phải nhiều. Ha, con tỏa đi đường dưới à? Thế thì phải cho Lữ bố về thủ. Hà Nghi vẫn còn tàn quân này. Kệ, nhiều quân đó nó cũng chạy lên được. Như biểu diệt nốt rồi. Tới lường nghèo. Tới lường đéo nghèo đâu. Tất nhiên là đéo giàu bằng Hà Bắc, nhưng mà tới lường đéo nghèo đâu. Nói chung là chiếm được thì bất không có chỗ nào nghèo. Chỗ đéo nào cũng ngọt hết. Đấy, bọn nó rút về. Chó này nó bước về Kinh Triệu. Lên mà đánh Hà Bắc à, Viên Thiệu mạnh mẽ lên đi đánh Viên Thiệu. Biết thực lực ở đâu rồi nhỉ? Viên Thiệu lắm chư hầu lắm, tuyên chiến với Viên Thiệu là một loạt chư hầu nó đánh. Và mỗi một thằng chư hầu nó phải tầm 3 đến 4 đạo. Kể cả nó chỉ có một tỉnh, nó phải tầm 3 đạo. Chưa kể đến thằng có nhiều tỉnh như thằng Lưu Bị, nó phải 4 5 đạo. À không, Viên Thiệu, Viên Thuật. Nhưng mà đánh Viên Thiệu là đánh với mẹ gần chục thằng chư hầu của nó, là mẹ xác định là mẹ đánh với tầm mẹ 3 4 chục đạo. Ngon vào thì ba mới đánh. Rồi bây giờ ông tuyên chiến. Hà Nghi bị giết rồi. Tình nghĩa, trung thành son sắc. Tôn Nhân có cái trung thành son sắc đúng không? Trung thành. Đá chỉ tinh thần lại. Sa ya. Xin sự nhân tuyên cáo, vô quân đại nghiệp. Gái đáng như thế. Tiến tiến. Yêu sư nị zhe si. Nó có lương thực không? Ông bơi. Bạn ơi, cho anh hai cái. Tiền đâu? Tiền cái lon đi. Cái kia, không có tiền à? Tiền.
Đại Kiều. Đại Kiều à? Đại Kiều về, Đại Kiều về. Hàng về, hàng về. Chuyển luôn. À, Tiểu Kiều nè. Có mỗi ấy rồi. Cho kết hôn với Trương Liêu luôn. Đây là có Đại Kiều. Chưa có Tiểu Kiều. Giang Đông Nhị Kiều. Để anh xem có xin được mày vào với mình không? Bia lại ủi à? À, được đấy. Vào đi em. Kê này. Anh nói phát là thằng biểu nó phải nể anh ấy. Thằng biểu thằng em của anh. Thằng cu biểu. Anh bảo phát là thằng em, thằng Bim Biểu nó phải nghe ngay. Bây giờ em với thằng Lưu Biểu ngang hàng rồi. Giờ là em của anh à? Thằng Lưu Biểu là dạng tốt thí thôi anh ơi. Sao anh lại có thể kêu thằng Lưu Biểu là gì nha? Là gì? Anh nên biết là người trung thần và người tính là gian thần và trung thần là những ai chứ? Nghe biểu là thằng gian thần anh ơi. Em phải đánh nhau với Lưu Bị, phải tiện để liên minh cùng đánh. Mẹ 66 tuổi rồi, già khụ lũ khụ rồi. Giờ mà em đánh Lưu Bị là liên minh cùng đánh chứ nha. Ờ. Em có một cái quyền cái quyền đi ngang qua đất thằng Lưu Bị ấy. Sẽ đưa quân sát cái thành đó luôn. Em sẽ chiếm tập Đông Hải. Đông Hải là em sẽ đưa lại cho anh đúng không? Ờ, Đông Hải đưa lại cho anh. Còn mày chiếm Quảng Lăng đi. Quảng Lăng giàu lắm đấy. Ông sẽ đẻ ba nhánh quân tiến đánh ba thành trì của Lưu Bị. Thế thì phải bỏ giao thương với thằng Lưu Ngu đó. Cứ đợi đó đi, từ từ mà. Và tên không có tới. Không thì mày bỏ trước cũng được, xong rồi mày dù anh đánh cùng. Bởi vì anh sợ ngoại giao thấp là thằng Viên Thiệu có cớ đánh anh. Khi mà em đánh Lưu Bị, thằng Lưu Ngu nó cũng giải phóng Lưu Bị anh ạ. À. Ừ. Yeah.
Vớ vẩn là thằng Liêu Ngu giải phóng thì lại ngon. Nó sợ đánh với lại liên Nó sợ mình không ạ? liên minh ba liên minh chung của mình quá mạnh. Anh còn có cả Công Tôn Toản là đệ của anh nữa cơ mà. Trình Jun Lưu Lưu Yên đời dây nhạc. Thằng này yếu lắm, đéo cho vào. Thằng này đang Đi chó. bị đang bị bọn Nama nó đập Đã cho chứ đứt rủ con sợ ấy. Cho vào bẩn đội hình. Đó, Công Tôn Toản dụ thằng ấy. Ai à? Ai à? Công Tôn Toản bị đánh tan tành luôn à? chạy mất kiếp luôn anh ạ. Đấy, cái thằng buồn nó À, tới nãy này. phục Đấy, chó, hai nãy phục full. thằng đấy à? Hai đã full. Láo gì à? Công Tôn Toản bị kẹp thì kệ con mẹ Công Tôn Toản thì sao? Chim mồi, phận chư hầu. Mẹ lỡ nó đánh Công Tôn Toản rồi nó bắt được Triệu Vân, nó chém đầu Triệu Vân nha anh nha. Thì đấy là số phận của Triệu Vân thôi. Ừ. Chứ mà biết làm nào, mẹ thời chiến làm sao mà lo được nhiều thế. Nếu không thì phải sát nhập Công Tôn Toản lại trước. Bây giờ anh sát nhập thì anh phải mất vài đạo full đấy. Bây giờ mình để anh xem là anh có chuyển thành liên minh quân sự không, đánh chuyển thành liên minh quân sự thì nó sẽ đánh, nó sẽ được cộng điểm uy tín, nên mình có thể phá thoải mái. Lên mình quân Đang sự đi, sợ để anh nói chuyện với thằng Lưu Biểu nào. nói chuyện với thằng em Liên luôn xíu minh anh quân nha. sự đồng ý nhá, để bỏ phiếu mày đồng ý nhá, đồng ý Ok, đi đấy. tiến lên hành việc Hai ăn đấy, một mà lại chờ ơ đi mẹ Lưu x Biểu. lâu biểu thoát luôn ạ. Lưu Biểu thoát con mẹ luôn ạ. Mẹ chó Lưu Biểu. Hoan nghênh, xin chào. Đấy, anh nên biết ai là trung thần, ai là gian thần, anh thấy chưa? Mình thấy cái con cặc. Anh sáng mắt anh đây chưa? Tao cần thằng Lưu Biểu, cần đéo mày. Ok. Thế mời Chờ mẹ. Mời ai bây giờ nhỉ? nó vô liên minh sự nên nó thoát ngay. À, đồng minh với mày thì chỉ bốc cướp, ăn Anh cướp. mời thằng Viên Thiệu anh ạ. Sau Không này Viên mình Thiệu không sẽ vào, nhưng mà Ngô Phu Nhân thì khả năng cao là vào. Ngô Phu Nhân thì anh Chiến sự xem thiên xem hạ, mời Ngô Phu Nhân thử sẽ xem, thăng xong rồi hoa mình đồng. ép chặt cái thằng Lưu Biểu là em đánh nó luôn. Tầm 4 à, tầm 9 cơ. Phải cho nó mấy cái này à. Thằng Lưu Biểu nó trở mặt ngay. Âm 10. Sao em mới vào YouTube lại là vào chỗ kênh chat lại có thằng nào spam đấy? Anh ở bọn vớ vẩn là tạm ạ. Đã được, đã được. Đấy là một liên minh của thằng Lưu Biểu. Lương anh nhiều thì anh cho nó tí lương. Không không được, nói chung là nó từ chối hẳn đấy, chứ nó Biểu. không được lưỡng lự. Hỏi đó, thế thì ký hiệp định với thằng Lưu Biểu vậy. Rất很合理，很高兴见到足下，如你所愿。 Ký xong thế thằng Lưu Biểu thế nào? Có liệu có chịu vào? Hoan nghênh, âm xin 35 chào. âm cao lắm.
起精神来，打起精神来，准备伏击。为了天下苍生，vào tù đi em. Mẹ chó cung đô này. Láo. Đại nghĩa giáng lâm, mọ cảm bất phục. Phóng thăm họ về nhà đi. Đáng đạo đây. Hùng hoài trung trực. Giết. Auto. Chém được cung đô đây đẹp. Cung đô level 10. Có bạn cung đô này. Xin cho lòi ruột. Tôi đang xin niệm như ý. Đó là sự ân thiên của ân sư. Họ đã chịu đau khổ đủ rồi. Người dân phóng nhung đến đây, gọi đến thị trấn. Trấn tọa lên, truy tìm vinh quang. Sáu độ hài lòng. Trương Huân rồi, Trương Huân là thừa tướng. Số độ hài lòng. Để anh đổi thằng cung đô thành phát động chiến tranh liên minh nhé, đồng ý đi để đánh đánh trận để còn tăng uy tín. Okay. Okay. Chiến tranh liên minh là đánh trận với thằng cung đô này, mỗi trận thắng sẽ được cộng điểm uy tín. Đồng Mân đang là chư hầu của Viên Thiệu. Trọng khí như hỏa, hùng hùng bất xi.
Phong tuyến cơ quan toàn đủ 10 lượt chưa nhỉ? Xong rồi chắc bán mẹ đất cho Viên Thiệu hoặc là Lưu Ngu trên đấy. Rồi, tùy tình hình. Trên đấy nó cũng nhiều lương thực. Chết còn mẹ Này láo. cứ đợi từ đâu đi nữ bố ta đây bẻ cổ luôn. Ủa mày quá, triệu đạo của Triệu Vân rút được. Công tông toàn thì đánh té khói. Lần sau đánh phải đánh tay nhỉ. Nghiêm Bạch Hổ liên minh với Lưu Biểu, Trương Dương bị diệt. Con mẹ âm sáu lương thực rồi. Cái thằng lơ biểu ngu dốt này liên minh với Lơ Sủng với lại Biện Phu Nhân không chịu liên minh, đi liên minh với lại thằng cướp yếu nhớ không? Công minh trấn thiên. Mo yao ji zao. An yin zha zhai. Mẹ còn lương không? Còn hai lương à, anh thôi ơi. không cần cần. Qua mùa đông là hết rồi. Mùa đông bị trừ. À, nhưng mà em mới ký cho anh mấy lương đó mà chưa hết 10 tên mà. Y thống thiên hạ. Vô Lữ Phong Xian, tự là một phương anh hùng. Chính lưu hợp, thiên hạ mới năng bình định. Vây gia hải nội, loạn sự tùy định, vô quân sở hướng phi mi. Đánh khởi tinh thần lại. Cái mẹ nó chứ. Lại là cái tên. Tiếng tuân biệt. Anh tìm thấy đồng minh nào tiềm năng kia anh chưa? Chân sự bị cảm rộng xinh. Giờ đồng minh tiềm nhân nhất tiềm năng nhất là 20. con phu nhân.
sát nhập công tâm toàn cũng được. Đó, nó hết quân rồi thì sẽ nhập thôi. Âm 20 thì cũng không sao lắm. Có mì ấy. Phong thủy luân lưu chuyển. Sát nhập chiến lược. Chi rầu rú suối, y ứng vạn biến. Giờ phải bỏ bớt quân. Đại nhân, vì nhìn xào lão, tuyệt bất vui dự. Đại nhân, có hề phân phu. Cái thằng lơ ngu ở trên nó có mấy vùng đất mà nó mạnh hết rồi. Có 1, 2, 3 4, 5 6, 7 đến 9 vùng thôi. Trong tại hành tiến. Công tôn toàn lại 10 biến tướng. Giờ quân của em là đứng sát ở bên của thằng Lưu Bị nha. Hay là còn chạy lên giúp ở trên không? Không. Thế là phải để một đạo nữa ở Bột Hải à? Anh sợ ở trên này anh không chống được Lưu Ngu ở chỗ Hà Bắc ấy. Nó gần nhá. Nếu mà để quân ở đây thì quân của Lưu Ngu ở đây nó phải 4-5 đạo nó ốp. Mà một đạo thì không thể chống được. Có khi thì em sẽ đưa một đạo lên chống phụ anh. Hai đạo ở dưới. Mày bắt buộc mày phải đánh Lưu Bị. Không, mày cứ đánh Lưu Bị đi. Hai đạo của mày sợ không ăn được Lưu Bị đâu. Tốt nhất cứ đánh ba đạo cho chắc. Thì em để ra một đạo nữa. À nhưng mà ở dưới có Lưu Sủng nữa mà. Lưu Sủng sẽ cho Nhan Lương phi lên trên. Xong rồi để ở Bột Hải để thêm một đạo nữa thì chắc là chống được. Ở dưới thì Lưu Sủng giúp mày. Chắc phải có một đạo giúp ở dưới. À, thì chết rồi. Không để ý công tân toàn hài lòng không. Sau này nó bỏ đi à? Toàn quên mất, không sẽ đáp cho nó làm thái thú luôn.
Nói chung mà lấy được Kỷ Linh, Triệu Vân với Hậu Kim Đình, Hậu Kim Đình. Quan trọng là Triệu Vân.参见大人，平定天下，深思熟虑。 治行天下。 Hay là anh cho Lưu Sủng với cả Nhan Lương đi lên trên nhỉ? Ở dưới mày ăn được Lưu Bị không? Ba đạo của mày. Chẳng lẽ không ăn được? Nhưng mà chắc ăn được đấy. Ừ. Đánh kiểu dạng em sẽ ép ba đạo luôn á. Ba đạo đánh chung. Lưu Sủng lên trên giúp Nhan Lương thì chắc là chống được Lưu Ngu. Mẹ mày Lưu Bị nó chạy đâu ấy? À, thằng Nghiêm Bạch Hổ tiên chiến với em. Chơi nó. Có cơ anh đánh. Thành chiến tranh liên minh luôn nha. Ờ, nó có chiến tranh liên minh đi. Ôi rồi, chiến tranh liên minh đi em. Viên Thiệu tuyên chiến, cuối cùng cái ngày này cũng đã tới. Vậy là em phải đưa quân lên, từ từ đánh Lưu Bị anh ạ. Ừ. À, Hòn Tổ là chư hầu của ở dưới. Nói chung là tất cả Hà Bắc sẽ tuyên chiến với anh. Thế thì những cái tỉnh ở phía trên anh sẽ bán luôn cho Lưu Ngu. Không để cho thằng kia chiếm mẹ chứ. Thế là quân đội đánh Cung Đô là phải rút về à? Mà không rút được ấy chứ. Thế chỗ thằng Cung Đô nó lại là không bao giờ nó hòa bình với mình. Dưới đây em phải chống Hòn Tổ anh ạ. Ừ. Hòn Tổ Mâu Gián. Mà thấy không? Chỉ cần một thằng tuyên chiến mà cái là thằng Viên Thiệu nó có cớ nó thấy nó mẹ nó thấy mùi nó tuyên chiến luôn. Tuyên chiến không? Ừ. Cung Đô này, kéo ba đại full. Rút lẹ. Xong rút được. Rồi xong. Fuck, sao không rút được nhỉ? Hay như đạt được rút rồi chứ. Anh đưa đạo lôi súng lên rồi. Rồi quá. 3.000, 6.000 không ăn được. Quân nó full hết thế này. Quân nó full, tướng nó mạnh. Đi. Mẹ, chó cùng đồ này. Mẹ, cay thế nha. Mày bảo chặt đầu đi. Mày đấy, rồi chưa mày chặt. Không sao.
Nếu Viên Thiệu đánh từ trên xuống là anh có thủ được không em? Thủ được, yên tâm. Thường thì Nó băng qua sông thì nó sẽ lẻ tẻ, nó sẽ vào lẻ tẻ, anh vẫn bắt lẻ được. Bây giờ anh chỉ cần xem nó định chuyển quân đi đâu thôi. Nhưng mà nhiều khả năng nó sẽ chuyển lên đánh phía trên. Nên anh sẽ bán luôn cho Lưu Ngu. dưới thì em Trên sẽ đánh đánh bọn Hòn Tổ với lại Màu Giang. đầu tiên là cứ bán An Bình với Bột Hải cho đã, Nhận Môn còn xa, Nhận Môn là ngày muốn lên chiếm thì cũng hơi xa. Kỳ Linh rời đi. Ủa. Nhiều đứa rời đi đấy. Còn mỗi Triệu Vân Để ở đi hết lại. à. Bye. Không sao, có Triệu Vân ở đây rồi. Hân cao xin chào đạo tổ xạ. Bình định thiên hạ, chỉ xem tôi đợi. May quá. À, tại vì nó thấy thằng Lơ Biểu rời khỏi liên minh của mình đấy, xong rồi thằng Nghe Bạch Thổ nó cứ không phải công em do ấy. ai bị tuyên chiến nên AI nó sẽ nhìn thấy là nó sẽ tuyên chiến theo bọn AI lúc nào cũng thế. Lặng tĩnh trấn chủ. Mà cách trên thì anh bán cho Lưu Ngu chính sàn để thêm quân. Kéo lưu sủng lên đi anh. Đi dán quần thần nó. Cho
là phải tạm thời chiến dịch công lưu bị. Đại sứ ở phá, hiện thị một chút của chúng ta. Đấy chỗ này đi. Đánh đánh xong đánh tan vài đạo quân của cung đô anh thử hòa với nó được không? Làm sao hòa được? Không hòa được với cung đô. À, bọn khăn vàng là không hòa được. Nó âm toàn mấy trăm nên sao hòa được? Cũng bọn khăn vàng chỉ là đánh đánh chết. Viên Thiệu thì may ra Viên Thiệu đánh thắng mấy trận thì may ra có thể hòa được. Trước tiên là phải đánh chiếm một chỗ này đã. Tiếp viện nó ở phía sau. Cánh trái mình. Cầm vào tiếp viện nha. Ok ok. Biết dùng lũ bố không? Đừng để anh thất vọng. Lũ bố mà trẻ thôi. Bạn lũ bố tinh nhuệ lắm đấy. Cái đạo tiếp viện của nó không cần phải lo lắm. Ai cool, nhưng hãy mất 5 giây. Lỡ bố thì cứ vào cho quét lính thôi chứ. Đem vu cắm lên đua xe. Biết vu cắm ăn được cho thằng này không nhỉ? Con này level 7.
cầm level 6. Nói chung là chắc ăn được. Nghĩ chắc ăn được. Tinh tướng và Vu Cấm. Mang điêu thuyền đứng cạnh Vu Cấm đi. Điêu thuyền có búp. Ok ok. Tâm. Này, thằng này, sửa. Cứ cho cầu đá bạn. Vũ bố vào quét quận rồi. Lấy tập trung vào bên em ở đây. Anh kéo quân lên đi. Anh được cho anh cho bắn đá bắn cho nó hết đi. Cho điêu thuyền ra búp hoa lan lệ đi. Cứ cho
thằng đấy, thằng ấy lùa nhá. Lùa lùa vào đám bộ binh ấy, đúng không? Đúng không? Để cho kỵ của anh vào. Bài bản nó thác bọt ngay. Chuẩn bị khai trận. Sáng quang kỳ chuyên. Sai ạ. Chuẩn bị trông xuyên. Giáo khoa chậu bố. Vũ khí dũng chi. Nghe em đi, em cho em lấy đồ đây. Kìa mưa, mưa quá trời. Cái gì? Đánh là anh đánh đi nhé. Em ra lấy đồ vô cái. Mưa. Đang chơi trời lại mưa nè. Chưa kịp lấy đồ. Đạo kỵ Tây Lương sập cái gì đó. Chạy mẹ. Mà hai đạo này là hai đạo tinh nhuệ nhất của anh ấy. Hai đạo tinh nhuệ nhất đem chiến với combo à. Lữ bố đạo Tây Lương tiết kỵ, lữ bố là level 10 hết đấy. Này để tướng vô quậy lính rồi cũng thắng thôi đâu mà. Tại vì nó toàn là hiểu ý không à. Tướng nó ít. Chấp cả tướng nó luôn. Thành thiên sở trụ, quốc quân bị thắng. Anh quyết. Anh quyết. Anh quyết. 我们就摆脱这些累赘，随我来，全军出击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 ，全军
我很满意，此城甚善，先收下了。威加海内，乱世遂定，烈火燎原，我一人便可横扫千军。 深思熟虑，多加商讨，如此才能天下太平。
如此小小举动，可使你我关系更加牢固。Anh còn nhiều điểm nữa là anh lên hòn đế. Sơi. Có up thành mấy đâu mà lên. Thảo bình loạn giặc, thành chính tứ hải. Truy tìm vinh quang. Cơ cứu cơ vị. Rồi. Qua lượt này chắc nghỉ rồi em ạ. Mà trời. Yeah, này. Ok. Rồi nghỉ anh em. Mai hẹn gặp em tiếp tục chiến dịch. Mẹ đang căng thẳng quá. Phương Bắc với cùng đồ, vũ thuật các thứ. Căng. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.